Vâng, Nguyên Khuê Audio xin chào tất cả các anh em nhé. Và trong buổi chiều tối ngày hôm nay, ngày 11 tháng 4 năm 2023, thì em lại tiếp tục xin phép bớt chút thời gian làm một cái đoạn clip ngắn giới thiệu về hai cặp loa mới về, cũng lại là loa Pháp cho các bác nhé. Hiện nay là chiều nay là em về được hai cặp loa Pháp rất đẹp, loa cột. Và thị trường loa Pháp hiện nay nói các bác là rất là đang hot, bởi vì nhiều bác là chuyển sang chơi loa Pháp rất nhiều. Do vậy là em Khôi là chuyên phục vụ các bác là loa từ dòng bình dân đến dòng cao cấp của tất cả các dòng loa của Pháp nhé. Thì buổi chiều ngày hôm nay thì trong màn hình nhỏ các bác là có một cặp loa màu vàng. Cặp này thì nói các bác này, nó quá hiếm rồi. Đấy. Nhiều bác cứ bảo em là cái gì cũng hiếm, cái gì cũng độc. Nó đúng thật là em cũng là chuyên săn hàng độc, hàng hiếm mà nó phải hay. Loa Pháp nói chung thì nói về cái việc để các bác nghe những cái bản nhạc acoustic hay là blue hay là nhạc trữ tình, và kể cả nhạc vàng bolero nghe rất là tuyệt vời. Và cái việc phối ghép của loa Pháp hiện nay không phải là khó, quá khó, bởi vì loa Pháp thường thường có độ nhạy rất là cao, toàn trên 90 decibel thôi. Thế thì không để cho các bác đợi lâu, thì trong màn ảnh nhỏ các bác, đây là cặp loa Pháp mang tên là Cabas MC Brick. Cặp này là cặp cực kỳ hiếm, về trong tình trạng tuyệt đẹp. Và hiện nay em sẽ quay cận cảnh với các bác nhé. Cặp loa thì em cũng giới thiệu luôn về kích thước. Kích thước của cặp loa này là cao 95 cm, xin soát 1 m các bác nhé. 95 cm, rộng là 25 và chiều sâu là 38 cm, rất sâu, và do vậy là tiếng bass rất tốt. Và đặc biệt cặp này nữa là lỗ thông hơi ở phía đằng trước, rất là tiện cho các bác về kê kích ở trong các cái căn phòng. Bề ngang của các bác là riêng ở lỗ thông hơi ở phía trước thì các bác không phải lo về phía đằng sau. Các bác chỉ cần kê cách tường khoảng độ 30-40 cm là các bác ghép cái âm ly cũng tương đương vừa thôi, thì nó sẽ cho ra âm thanh rất là hay. Thế thì sẽ quay cận cảnh cho các bác về cặp loa này. Toàn thân cặp loa được lạng gỗ màu vàng rất đẹp các bác này. Thùng rất nặng lắm và sâu 38 cm một thùng nhé, 38, và chiều rộng của nó là 25 cm. Sở hữu là ba đường tiếng, trong đó là có hai loa bass 17 cm và một loa tép đom. Tuyến loa thì cực kỳ đẹp từng mm luôn các bác nhé. Để em quay gần cảnh về loa Pháp của đôi này là nó dòng thuộc dòng high end rồi. Đấy, tiếng của nó thì rất hay. Ở phía đằng trước thì là nó có một cái tem bằng đồng, thì là cái logo của hãng Cabas này nó như này này bác này, logo này mạ vàng này, chữ Cabas này được mạ vàng này, MC này. Đấy. Và đặc biệt là cái tem của e căng của nó cũng như vậy nhá, nó có hai tem nó giống nhau. Đây e căng của nó đây. Căng thì bằng sắt, khung bằng sắt. Em quay phía trong các bác nhìn này, khung bằng sắt, không có hàn của nó này. Và vậy là các bác thoải mái, về khi nó bẩn các bác mang đi giặt thoải mái luôn, không sợ bị tong vinh đấy. Và phía trước của E-Căng nó cũng có một cái tem của nó là cũng mang tên là Cabas, và cũng như cái tem trước của nó thôi nhá, MC. Đấy, trước bên này cũng vậy, em sẽ quay từ e căng trước để cho các bác nhìn. Đấy, khung sắt rất là khỏe. Trên chiếc bên này cũng là tem, đầy đủ tem luôn cho các bác nhé. E căng này rất đẹp, không có cấn cá một chút gì. Em quay trở lại loa thì hiện nay là cái loa này nó thiết kế rất là dị. Màng bass của nó như là cái màng xốp biển, bọt biển các bác ạ. Rất nhẹ, do vậy cho cái tiếng trung âm rất là hay. Tiếng trung âm của dòng Cabas này nghe nó phê lắm, nó bay bổng. Thế thì nó thường thường loa thì nó không có, thường thường các loa khác nó có cái côn, cái lón nó như này các bác này, côn lón như này. Đây là cũng loa của Pháp này, Fokker Gimelab này. Dòng Cabas này nó lại không có cái lón đấy, mà nó hõm sâu về phía trong thôi. Loa tép của nó cũng thiết kế cũng rất là dị, hình dạng kèn. Loa chung ở trên cũng là 17 cm, thiết kế 3 loa một thùng, thì có loa bass đảm nhiệm loa bass ở dưới, loa chung ở phía trên và loa tép ở giữa. Các tuyến loa này còn căng mọng, zin nguyên bản.
đẹp lắm, tất cả những cái viền hoa, cái khung hoa của nó có chữ Carbat này các bác này. Đấy, cái khung hoa của nó là chữ Carbat này, củ loa này xương gang đúc cho các bác nhé, củ loa là xương gang đúc rất gấu. Đấy, chiếc bên này đây đẹp long lanh luôn, long lanh cành đào luôn, tất cả các chữ đều có cái chữ Carbat này các bác này. Đấy, dưới này cũng vậy này, màu đen. Về thùng ở bên này đây, em quay đây, sắc led này. Loa này là nó liền CD nha các bác nhé, cặp này là liền CD. Tí em sẽ quay phía đằng sau cho các bác, đây là trên đỉnh của loa, lóc của loa này rất đẹp, nói chung là như hai giọt nước thôi, chỉ đẹp thiếu xốp thôi các bác nhé. Đây em sẽ quay phía sau cho các bác nhìn. Cọc loa thì thiết kế là bằng đồng mạ vàng Carbat Brick MC HG. Đấy, các bác nhìn này, Made in France. Cặp này thì có trở kháng là 4 ohm, nhưng mà đây ở dưới cái chữ gì của nó đây, nó lại ghi từ 2, 4, 6, 8 ohm, là chắc là có thể là âm ly là từ 2 đến 4 và đến 6 đến 8 ohm đều ghép được cho nó, đều ghép được cho nó luôn. Vì độ cái đôi loa này là độ cái độ nhạy của nó là hình như là 91,5 hay 92,5, em không nhớ chính xác lắm, nhưng mà thông số của hãng các bác cứ tra theo đúng là cái chữ Carbat này, Carbat Brick MC HG này, là các bác là sẽ có đầy đủ thông số của hãng luôn các bác nhé. Đấy, chiếc bên này cũng vậy, em sẽ quay phía đằng sau tem loa đây. Đấy, tem loa đây, CD là liền kề, cọc loa đầy đủ, tất cả đều có chữ logo của hãng Carbat hết. Phía sau là cũng được lạng gỗ toàn bộ, phía sau lạng gỗ toàn bộ. Đây em quay tổng thể phía bên này. Đấy, nói chung đôi này thì hai em mà rất là đẹp rồi. Và em báo giá luôn cặp loa Carbat này là em bán với giá là 24,5 triệu, 24,5 triệu với cặp loa Carbat cực kỳ hiếm và rất là hay. Loa thì em bao zin, bao đẹp toàn bộ cho các bác, đẹp lắm luôn đấy. Cặp này em nói các bác là bác nào mà nhà các bác nào mà nội thất gỗ màu sáng, các bác kê cặp này vào cho em. Cặp này thì em xin lỗi các bác là nó có một cái bộ đinh đồng nhá, cái bộ tức là cái bộ chân đinh, còn cả chén hứng. Là bác nào mua thì em sẽ là em tháo ra, để hôm nay em cái thảm nhà em nó đang bị sợ, nó cứ kiểu dây đi dây lại, nó đang sợ bị xước thảm. Do vậy nên em mới tháo cái bộ chân đinh của nó ra, có cả chén hứng, thì bác nào mua thì em sẽ đưa các bác về, các bác tự các bác lắp vào nhé. Đủ bộ chân đinh, chén hứng, có 8 chiếc. Đây là cặp loa thứ nhất là Carbat. Cặp loa thứ hai, cặp này thì các bác chắc cũng quen thuộc rồi, và em cũng đã bán nhiều về cặp này rồi. Cặp Carbat này lần đầu tiên này em vào này, lần đầu tiên em được sở hữu này. Và còn cặp thứ hai là cặp Forker JM Lab Carbat 815. Đấy, Forker JM Lab 815 hiện nay em đang để ở trong này, cho vậy em không lôi ra, em không mang ra, nhưng mà em giới thiệu mẫu đen và em quay phía mặt trước các bác. Đôi này thì cũng đẹp long lanh, đôi này cũng là đẹp long lanh, lạng gỗ này. Bác nào mà quan tâm thì các bác kết bạn vào Zalo cho em sẽ gửi đầy đủ hình ảnh cho các bác không phải lo nhé. Còn cặp này là cặp Carbat 815. 815 thì cũng là, em cho nhỏ tiếng. Cặp này thì sở hữu cúc 3 đường tiếng, 2 bát 17,5 côn đạn màng gốm, tép đom gốm, gân cao su béo. Cặp này cũng về trong tình trạng đẹp xuất sắc, đẹp xuất sắc các bác nhé. Bác nào quan tâm các bác kết bạn vào Zalo cho em thì em sẽ gửi đầy đủ thông tin chi tiết. Và kích thước cặp này thì cũng cao tầm 98 cm, 95 đến 98 cm, chiều rộng của nó tầm khoảng 22 đến 23, và chiều sâu tầm khoảng 30. Cái cặp này thì cũng rất là dễ ghép, độ nhạy rất cao, toàn 92,5, 93, 92,5. Nó rất dễ ghép với âm ly, nhiều bác là ghép đèn. Hôm trước là em bán một cặp cho một cái bạn ở dưới Quảng Linh, các bác ghép đèn L34, các bác scan đồ này rất là hay, phê luôn. Đấy, loa thì em bao zin, bao đẹp, xuất sắc, rất đẹp luôn các bác ạ, vỏ gỗ.
Cặp này thì em bán với giá là 23,5 triệu các bác nhé. Cặp Cobalt Forker Gym Lab Cobalt 815 này em bán với giá là 23,5 triệu đấy. Ở buổi chiều ngày hôm nay này em cũng xin phép là bớt chút thời gian các bác để em giới thiệu về hai cặp loa mới về. Còn ngoài ra thì em cũng rất nhiều những loa khác nữa. Các bác vui lòng cứ đăng ký kênh của Nguyên Khôi và các bác ấn nút theo dõi của nút chuông thì những cái sản phẩm mới nhất em về sẽ thường xuyên cập nhật cho các bác. Ngoài loa em còn rất nhiều cái dòng âm ly để ghép cho những cặp loa của châu Âu, đặc biệt là dòng loa Pháp. Âm ly của em cũng là toàn âm ly của châu Âu thôi. Hiện nay em đang ghép với cặp loa Pháp này, cặp bát này là em đang ghép với con âm ly Vector I-3. Con âm ly này cũng rất là hay. Giá con âm ly này là em đang bán với giá là 18,5 triệu. Mời các bác nghe thử một đoạn. Faithless love, heartless thing, for you I'll swing and for no other. Nghe trung âm phê các bác. Faithless lover, faithless lover, faithless lover, under your spell I fell. Now I discover faithless lover, faith no more. Faithless lover, under your spell I fell, now I discover faithless lover, faith no more. Vâng, em xin phép là em kết thúc video ở đây nhé. Bác nào quan tâm một trong hai loa em vừa giới thiệu các bác trong buổi chiều ngày hôm nay thì các bác cứ kết bạn vào Zalo cho em theo số điện thoại là Nguyên Khôi Audio 0982922168. Đấy, em sẽ gửi đầy đủ hình ảnh chi tiết và tư vấn cụ thể cho các bác nhé. Đây là số điện thoại của em đây. Và địa chỉ của em thì vẫn như cũ là đối diện 218 Dương Văn Bé, phố Dương Văn Bé, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Loa thì về thì toàn hàng đẹp, cực kỳ đẹp luôn. Các bác không phải là lăn tăn ở xa hay gần cũng vậy, các bác cũng mua nhiều hàng của em rồi. Gần xa là các bác đã biết hàng của em rồi. Không cần phải quảng cáo nhiều. Còn bác nào mà vào chân món nào và cảm thấy ưng đôi nào vừa tai vừa tiền thì các bác cứ không ngại ngần alo cho em. Đấy. Chào các bác nhá. Cảm ơn các bác rất nhiều.